Rồi. Một bài thôi. Một bài không? Dạ. Đấy, các bác chị, sáng nay là sáng nay con vợ nó lượm được cái ví ở trước quán nha các bác chị nhá. Đây, trong cái ví này. Thì bây giờ thì đây anh chủ nhân của cái ví này anh làm rất là đây, bây giờ mở ra coi các bác chị nhá, coi còn thiếu tiền hay là bớt tiền trong đây không nhá. Đây, đây anh mở ra đi. Mà trong này anh nhớ bao nhiêu tiền? Đó là 5 triệu mấy á. 5 triệu mấy hả? Ừ. Nếu mà dư hoặc là thiếu thì hôm nay mà dư thì em lấy nhá. Trong 5 triệu 2, 5 triệu 3 cả đó thôi. Rồi, chính xác chưa? Được. Sáng nay là lượm được trước quán này nha các anh chị. Thì bây giờ thì anh đã quay lại đây thì cho anh xin lại ví nhá. Đây, anh mở ra kiểm tra đi. Đấy. Kiểm tra cho đúng nha. Rồi. Đủ này, chắc đủ đó. Đúng rồi đó. Đấy. Đấy. Nhà hơi bị giàu nha các bác chị nha. Đấy, tiền này, kiểm tra chính xác đi. Rồi. Cho tiền nhá. Có tiền. Đấy. Là chủ hàng phát tại vì cái đây là anh là may là anh rớt cái chỗ trước quán nhà em nhá. Nhưng nếu mà anh đi rớt ở ngoài đường là người ta lừa mất tiêu là cả giấy tờ nữa nha các bác chị. 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12. Dư là em lấy nhá. đang còn tiền lẻ bên góc này nữa này. Ta là con này. Lúc đấy kiểm tra là còn có tiền lẻ đấy. Mua đầu là đưa tiền gốc, đưa tiền lẻ ra đây. Tiền lẻ đấy nhá. Đây đủ này. Có tiền lẻ cả tờ 100 này. Còn giấy tờ nữa, giấy tờ bên góc nữa nha các bạn chị nhá. Nếu mà video anh này anh đi rất chọc đường thì người ta lửa mất thì nhiều khi có người đến trả lại nhưng có người thì họ lấy luôn là mất luôn từng này tiền nha các bạn chị. Đây là 5 triệu mấy, gần 6 triệu à? 6 triệu mấy vào. À còn giấy tờ liên quan nhé các bác chị nhá. Đấy, giấy tờ này. Bằng lái xe này, đó các thứ luôn nhá. Đấy, bằng lái xe các thứ đầy đủ luôn. Đấy. Bằng xe ô tô này. Đây còn có bằng xe ô tô mới quan trọng nhá, cái bằng xe ô tô này mới đi làm lại cũng mệt nhá các bác chị nhá. Mất 10.000. Đấy. Rồi. Đây, anh đã nhận và đã kiểm chứng là đầy đủ nhá, không thiếu nhá. Nhưng mà em có thiếu em lấy anh gian cũng dáng chịu thôi, tại vì bây giờ có mất tiền trong đó, bây giờ lấy lại được giấy tờ, lấy được lại số tiền như thế là được rồi, còn bây giờ có lỡ mà em có lấy trong đó bao nhiêu thì cũng dáng mà chịu đúng không? Đấy, các bác chỉ rút kinh nghiệm nhé, lần sau đi mua hàng hoặc đồ các thứ là bỏ ví đồ cẩn thận nhá. Bao nhiêu tiền đây? 200. À rồi. Bớt cho 10.000 mà bớt. Không, cái đó em lời được mấy đâu. Không, em lấy đâu? Không, ta lượm là lấy gì em mà lấy em lấy nhiều, em lấy tiền của anh làm gì? Đây chỗ anh em thì nhặt lại ví, giống như em sau này em đi lượm thì người ta cũng cho lại nhặt lại ví cũng thế thôi. Rồi, cảm ơn. Đấy, lúc nãy lượm ngay chỗ cái ống nước xanh xanh mà chị ngồi nha các bạn chị, nó xếp vào sát với cái ống nó nên nhiều người ta không thấy được nên là người ta không lượm nhá. Cũng may là người ta không lượm chứ nếu mà người ta lượm mất thì gia đình em mang tiếng là lượm xong không cho xin lại, là cũng một phần là may cho gia đình nó không phải mất, mà một phần đó tụi em lỡ mang tiếng nhá. Em cũng xin phép kết thúc video đây nha các bạn chị, xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại các bạn chị ở các tập tiếp theo nha.